Viettel, Sông Lam Nghệ An. Trận đấu gợi lại những màn so tài đầy duyên nợ. Đội bóng quân đội có tận dụng tốt lợi thế sân nhà hàng đẫy để giành chiến thắng. Hai đoàn quân xứ Nghệ sẽ ra về với 3 điểm tròn vẹn. Viettel, Sông Lam Nghệ An, 19 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2019, trực tiếp trên VTV6, Bóng Đá TV và FPT Play.